cỡ 5:30 sáng rồi nha. Dạ. Nên... rồi bây giờ chúng ta sẽ vô chợ Fresh Mai coi họ sẽ bán gì trong buổi sáng ngày hôm nay. Mình tắt ở đây không biết nó có trồng được không. Cái này. Hai mình đang lấy cho mua. Rất mới. Rất nay ông. Đây là những cái hao, những cái quầy nó chuẩn bị dỡ để bán sáng ngày hôm nay cho những người đến mua trong ngày Black Friday. Ủa, hình như nó get like để mình được vô chứ. Xong ghê, mới sáng sớm rồi. Bán trong ngày Thanksgiving họ sale tới 50% off, có những mặt hàng tới 60%. Đây thì 25% off. Thank you.
Đây là mấy cái apple quá. Cái này là siêu sex, cái này siêu SE, cái này siêu stream, siêu stream rẻ nhất siêu SE là đó. Nó giống như siêu sex đó, mà nó cỡ hơn chút xíu, tại nó rẻ hơn á. Siêu sex là nó mắc tiền nhất, sẽ nét nó đó. Nó làm được nhiều đồ lắm. Siêu SE là khi nào mình té thì nó tự động gọi bệnh viện, thì nét nó tốt lắm, nét nó siêu sắc là đó, màn hình nó mở hoài luôn á, màn hình nó mở hoài luôn thì mình không cần mở lên đồ, siêu không có vậy, siêu cũng không có vậy. Vậy vậy xong rồi. Đây này chú. Thầy ưng chóc kì ở đây hả? Ủa, thấy chữ chóc kì. Ủa, cái này con nữa. Chốt thì áo thun mặc phía bên trong của Nam. Hôm nay Black Friday mình không biết mua gì, mình mua hai cặp áo thun lên về mặc được không? Cho cái này một cái này. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra tính tiền hai cái này. Xong rồi. Be gone.
Hey, hiện tại giờ chúng ta đang ở cái khu hàng bán giới của chợ Redmay. Hiện tại giờ là Redmay mở cửa lúc 5 giờ, nhưng mà bây giờ đã là 6 giờ 15 rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không thấy nhiều khách hàng đến xếp hàng để mua giới trong ngày hôm nay. Như vậy là do cái mùa Covid năm nay thì người ta hạn chế đi ra ngoài và người ta cũng hạn chế đi mua sắm, nên chúng ta thấy là cái gian hàng vớ năm nay không có ồn ào xôn xao như những năm trước. Như vậy thì là do ảnh hưởng của Covid nên cái chợ Redmay hôm nay cũng rất là vắng người, và chúng ta sẽ đi qua một cái chợ khác để xem coi những cái chợ kia có đông khách giống như hoặc là vắng khách giống như chợ Redmay ngày hôm nay hay không. Giờ chúng ta lên đường đi qua một cái chợ khác nha các bạn. Bây giờ là chúng ta đang trên đường ra freeway để mà đi qua một cái chợ khác. Cái chợ dự định mà sáng nay Kenny rất là thích muốn đi xem, đó là cái chợ Best Buy. Nó bán toàn là những cái đồ điện tử không. Thì nó cũng mở cửa 5 giờ sáng, nhưng mà chúng ta mới vừa qua xong ở chợ Redmay, bây giờ chúng ta qua bên đó xem coi cái chợ Best Buy có đông khách hoặc là vắng khách giống như so với chợ Redmay, thì chúng ta thấy là rất là vắng khách ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay. Trên đường đang đến chợ Best Buy và ngoài đường thì sương mù rất là dày đặc. Cũng có khá nhiều xe chạy lên chạy xuống nhưng mà không biết họ chạy. Ok, giờ chúng ta đã có mặt ở chợ Best Buy và chợ đó đã mở cửa lúc 5 giờ sáng. Theo như quan sát, theo những cái bản kinh mà chúng ta quan sát thấy được thì cái lượng khách vô chợ Best Buy sáng ngày hôm nay để họ mua những cái món đồ mà đầu tiên có thể là được sale, được giảm giá, nhưng mà vẫn không đông lắm. Coi như là bà kinh, chúng ta không nhìn thấy bà kinh của chợ Best Buy thì cũng không đông lắm nha. Có vẻ chúng ta phải vào chợ để xem coi trong chợ nó có nhiều khách hay không, và có nhiều mặt hàng mà sale để sáng ngày hôm nay cho khách hàng mua ngày hôm nay hay không nhá. Rồi, chúng ta đang ở bên trong chợ Best Buy, gian hàng. Cái này đang tháng sáng gì á? Hả? iPhone 12 mới nè. iPhone 12 mới á hả? Cái này, cái loại này loại nhỏ, loại của Kenny còn nhỏ hơn loại này nữa. Kenny cái mini hả? Cái mini hả? Còn cái loại này cũng là loại pro nè, cái này là pro nè, đúng không? Còn cái loại này rồi chứ còn bự hơn loại đó nữa, đúng không? Wow, rồi mát pro này, rồi mát hả? Yeah. Rất là sung sướng khi xài một cái điện thoại roaming nha các bạn. Ok, xịn không cái này? Chụp anh Khoa một cái đi.
tại giờ là chúng ta đang ở trong một cái góc của một cái chợ Best Buy. Và để tổng kết cho cái video này thì chúng ta thấy là cái chợ Best Buy sáng ngày hôm nay, đó là ngày Black Friday, họ mở cửa lúc 5 giờ sáng và cho tới thời điểm này đã là gần 7 giờ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy cái lượng khách vào chợ cũng rất là ít so với năm ngoái, không như mong đợi của những người buôn bán trong cửa tiệm. Họ hy vọng là sáng nay sẽ rất là nhiều khách hàng đến để mua sắm những cái đồ về thiết bị điện tử, technology ở trong nhà. Nhưng mà chúng ta thấy là do cái bệnh dịch Covid đang xảy ra, đang trở lại rất là mạnh mẽ ở cái vùng Holland này, nên chúng ta thấy là cái lượng khách vào chợ sáng ngày hôm nay không như mong đợi, rất là vắng vẻ. Có thể nói là vắng vẻ từ xưa tới giờ mình qua Mỹ, có thể là mười mấy năm, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thấy có một cái sự vắng vẻ trong cái ngày Black Friday. Đây là một cái năm, một cái mùa lợi mà Black Friday mà chúng ta thấy nó là vắng vẻ đến mức độ là không thể tưởng tượng được. Hàng năm cái chợ này nếu mà ngay cái ngày Black Friday sáng họ mở cửa là chúng ta vào đây chúng ta không có thể nào mà chen chân vào được. Số lượng người đến rất là đông, và hôm nay là vì Covid mà cái lượng khách đến chợ rất là vắng vẻ. Đó là những cái ý kiến mình có thể tổng kết cho cái video ngắn ngày hôm nay. Xin chào các bạn và hẹn các bạn lại vào một cái dịp một cái video kế tiếp. Bye bye. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.